cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt về bản phúc trình của ông Miller do tiến sĩ Tạ Cư Hải và võ thành nhân thực hiện. kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp xúc với lại tiến sĩ Tạ Cư Hải để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới cái report của ông Mueller và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết xin được kính chào tiến sĩ Tạ Cư Hải. Xin chào anh Võ Thành Nhân và kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC. Khi mà chúng ta nói là chúng ta có một cái report, có một cái báo cáo như vậy của ông Mueller sau 2 năm làm việc đó, thì nhận định của anh đầu tiên là như thế nào vậy? Cái nhận định đầu tiên là cái report của ông Robert Mueller là cái cuối cùng của cái công tác của ông là đi điều tra cái ở trong cái chức vụ là công tố viên đặc biệt. Thì đó là cái kết quả mà tốt đẹp tương đối mà nói là sau 2 năm uh, điều tra của ông. Và anh, anh nói tốt đẹp là trong cái, một cái ý nghĩa như thế nào vậy? Tốt đẹp ý là nói chung thì cái dư luận chung cả hai phía đều nghĩ rằng là ông có cái uh, một cái report rất là tương đối là công bình, uh, khách quan. Và nó đúng như cái ý nguyện của ông ta muốn là làm một người công tố viên đặc biệt À, nhìn vấn đề một cách khách quan chứ không phải như phần lớn dân chúng bên ngoài suy gẫm rằng là cái 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 report này nó sẽ thiên vị phía này hay phía kia khi mà chúng tôi nói cái tính khách quan nhưng mà với một cái một cái report dài nhiều trang như vậy nhưng mà chỉ có bốn trang từ ông William Barr để mà đưa ra cùng với lại quốc hội thì à, à, tiến sĩ Tạ Cự Hải nhận định như thế nào về cái bốn trang báo cáo đó? trong cái quyền hạn của ông tổng trưởng tư pháp ông tổng trưởng tư pháp không thể viết nhiều hơn được bởi vì cái sự tiết lộ phổ biến ra cho công chúng biết về cái report đó cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và chỉ có những phần nào cần thiết mới tiết lộ ra bên ngoài còn những phần khác thì theo luật pháp nó được bảo vệ và sáng ngày hôm nay không phải sáng ngày hôm nay nhưng mà lúc giữa khuya đó thì có một cái bản tin nó chạy ra À, vào lúc à, sáng ngày thứ ba đó thì chạy ra nói rằng à, ông tổng thống à, Donald Trump đó ông cũng à, quan tâm về vấn đề mà khi mà có một cái cuộc điều tra như vậy đó thì nó cũng ảnh hưởng tới sự à, giống như là à, trong tương lai à, ông muốn tránh cho những cái tổng thống khác à, vì lý do là có những cái à, việc làm như vậy nó tổn thương tới cái đất nước của Hoa Kỳ thì cái, cái nhìn nhận của cái ghi nhận của tiến sĩ Tạ Khải như thế nào à, Tổng thống Donald Trump hy vọng rằng là đây là cái lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng mà để làm phiền một vị tổng thống của nước Mỹ à, như là à, giới truyền thông cũng như đảng dân chủ đã đối với đã đối xử với tổng thống Donald Trump trong thời gian qua đó là à, cái làm phung phí thời gian và tiền bạc cũng như nhân lực à, trong cái việc mà nó đi tới cái kết luận mà tổng thống Donald Trump đã biết từ đầu. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn một cái vấn đề ở một cái quốc gia dân chủ khi mà có người ta đặt vấn đề là có một cái cuộc nhúng tay à, giữa... À, nga là luôn luôn họ tìm cách họ nhúng tay vô cái đất nước hoa kỳ à, qua dạng này hoặc là dạng khác và trung cộng cũng vậy do đó nên đó là người ta có sợ có một cái chuyện gì nó xảy ra do đó nên mình cũng thấy rằng là khi mà ở hoa kỳ thì may mắn cái đất nước này nó mới có được những cái người có những cái sự quan tâm như vậy để mà điều tra một tổng thống thì thì tiến sĩ tại Hải nghĩ rằng thì... có phải đó là cái nhờ chúng ta có một cái chính thể mà có hai đảng nó nó ba lăng cái quyền lực nó nó, nó quân bình cái quyền lực ở tại nước mỹ này nên nó có những cuộc điều tra như vậy cái thế giới hiện tại luôn luôn nó có cái sự xung đột uh, giữa uh, khối uh, uh, khối cộng sản cũ và những người của khối dân chủ tự do bên bên ngoài uh, nhưng mà đó không phải là lý do chính đáng để mà uh, làm phiền tổng thống nước mỹ gần hơn 2 năm và tốn bao nhiêu tiền bạc là bởi vì uh, cái đề tài mà người ta muốn nhắm vào đó là người ta muốn tìm cái sự thông đồng của ông Trump và cái ban tham mưu của ông ta đối với nước Nga chứ không phải họ tìm hiểu là nước Nga có xâm lấn, có can thiệp vào cái cuộc và nội bộ cuộc bầu cử của tổng thống Mỹ hay không thì họ có can thiệp thiệt nhưng mà cái phía ông Trump và nội các của ông ta không có không có thông đồng với với nước Nga chính đó cái điều quan trọng đó quý vị thấy cũng xuyên qua cuộc điều tra quý vị thấy có những hồ sơ giả ví dụ dossier hay là fisa vân vân những cái hồ sơ đó ngụy tạo mục đích để hạ thủ đối phương chính trị của mình đó là cái lỗi lầm lớn lao của đảng dân chủ và họ có lỗi với chẳng những cho đối với tổng thống donald trump và các viên chức của ông ta nhưng mà còn có lỗi lớn với tất cả dân chúng hoa kỳ trong thời gian vừa qua làm phi phạm thì giờ và cũng như uh, tài chính tiền bạc và như vậy thì chúng ta thấy rằng là qua một cái thời gian mà tổng thống Donald Trump nắm cái cái vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ ở tại tòa bạch Ốc thì bây giờ sau khi mà cái cuộc điều tra này thì cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ và cái cái sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ đối với tổng thống Donald Trump chắc chắn là sẽ có những cái thay đổi lớn chắc chắn là cái tâm lý của quần chúng hiện tại rất là phấn khởi về cái sự kết thúc của cuộc À, chống đối của phía dân chủ đối với ông uh, tổng thống Donald Trump à, và chính phủ Donald Trump bây giờ rảnh tay hơn để làm cái công việc của người ta được giao phó bởi cuộc bầu cử của năm uh, 2016 vừa rồi à, chính vì vậy mà uh, đây là cái dịp tốt và dân chúng họ sẽ nhìn họ nhìn họ thấy cái kinh tế nước Mỹ hiện tại rất là tốt thì cái thống kê cho biết là 71% dân chúng Mỹ Uh, tin tưởng rằng cái kinh tế rất là tốt đẹp và làm như người ta thỏa mãn và hơn 51% dân chúng Mỹ nhìn nhận rằng đây là nhờ cái tài quản trị việc kinh tế của tổng thống Donald Trump và có điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh cùng quý vị là cuộc thống kê đó cái kết quả thống kê đó, đó là của CNN đó chứ không phải là của một cái cơ quan nào mà dính dáng tới đảng cộng hòa không phải của hay... Fox không không phải của Fox <laughs> yeah. À, đồng thời vì, vì bởi vì ông anh nhân anh nhân nói tới fox fox bây giờ có xu hướng đi về uh, center left người ta gọi là center left à, tức là một quý vị đã thấy đã thể hiện trong một tuần qua à, có thay đổi nhân viên này nọ với các cái show rồi vân vân thì cái điều đó cũng là một cái điều mà uh, trong tương lai quý vị thấy có nhiều thay đổi khác à, mà để điều chỉnh cái tình trạng đó tức là ý của tiến sĩ tại Cửa hải nói rằng là media của hoa kỳ bắt đầu có những cái chết có những cái sự thay đổi mà fox sẽ center left có nghĩa là không còn là một cái đối đầu với đi đấy, với những cái vô giữa đi vô giữa hơn chứ không còn là chỉ ở bên này hoặc là ở bên ừ. kia nữa đúng rồi đi tức vô giữa ừ. và cũng xin thưa với lại tiến sĩ tại cơ hải là sau khi mà cuộc bầu cử năm 2016 nó xảy ra đó thì cái vấn đề mà media gọi là dòng chính nó đều chia hai bên hết Bên phải bên trái hết chứ ít có thấy ai mở giữa lắm Thì bây giờ nếu mà Fox ở giữa thì liệu có khán giả, liệu có những người ủng hộ mình hay không? Thì Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ là phải điều chỉnh Và có thể là một Mình đoán chừng thôi Có thể là một một cái đại nào khác Cơ quan nào khác chẳng hạn Chẳng hạn như OAN chẳng hạn à, Sẽ phát triển mạnh hơn Để nghiêng về phía right à, Thay vì phía left à, Và đây đây là đối với những cái giới truyền thông thì họ làm việc à, chẳng những về cái xu hướng chính trị mà họ họ thích nhưng mà họ cũng còn làm việc tài chính của họ nữa tức là phải có người coi phải có người coi yeah. à, cho nên phải điều chỉnh thế nào đó để cho thích hợp với hoàn cảnh riêng yeah. xin được cảm ơn uh, tiến sĩ tại Hải đã giúp cho chương trình ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái report của Mueller cảm ơn võ Thành Nhân và cảm ơn uh, quý khán giả à, kính thưa quý vị à, chương trình của chúng tôi và tiến sĩ tần hải đến đây xin được à, chấm dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị à, vào kỳ sau kính thưa quý vị bản tin hoa trình đốn tối nay đến đây là chấm dứt bích phượng cảm ơn quý vị luôn theo dõi mọi đóng góp ý kiến với ban biên tập sptn DC, xin email về washington DC at sptn tv Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042 với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703 531 1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703 992 8128, nhà hàng Nha Trang điện thoại số 703 534 1657, Nova Pharmacy điện thoại số 703 538 5555. Kim Phụng Bakery điện thoại số 703 Brother Auto Services điện thoại số 703 1233, Thanh Sơn Thông Phu điện thoại số 703 534 -1202. Hoa Thịnh Đốn Việt Báo điện thoại số 703 Bánh mì Ba Lẹ điện thoại số 703 876 9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation điện thoại số 703 237 5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703 307 5001, Nam Anh 202 999 6075, Minh Thúy 703 485 6392.